câu số 9 của đề am năm 2010 cho dãy số 6, 7, 9, 12, 16, chấm chấm chấm. Hỏi số 61 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy? Thế thì trước hết chúng ta sẽ viết lại cái dãy số một cái để ta nghiên cứu nó. Ta có dãy số là 6, 7, 9, 6 này, rồi đến 7 này, 9 này, 12 này, 16 này, chấm 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 này. Số 61 tức là cái số 61 là cái số hạng ấy, chứ không phải là cái số thứ 61 nhé. Ở đây các con đừng nhầm. Ví dụ, thầy lấy ví dụ, nó nằm ở chỗ nào đó. Đây, 61, đấy, ví dụ thế. Nằm ở đây. Trong dãy, nó sẽ có một cái số nào đó nó là 61. Thế người ta hỏi là nó đứng thứ bao nhiêu của dãy? Thứ bao nhiêu của dãy? Như vậy là trong dãy thì nó đánh số thứ tự. Theo số thứ tự là đây là số hạng thứ nhất. Đây là số hạng thứ hai. Đây là số hạng thứ ba. Số hạng thứ tư, số hạng thứ năm. Và cuối cùng là đây là cái số này. Người ta hỏi đây là số thứ bao nhiêu của dãy. Đấy, thì chúng ta cần phải tìm cái đó. Thế bây giờ đi, ta hiểu đề bài rồi. Đi khảo sát một cái dãy số thì công việc đầu tiên ấy, là bao giờ các con cũng làm, đấy là tìm cho thầy các cái khoảng cách. Thì muốn tìm khoảng cách, ta lấy số hạng sau, ta trừ đi số hạng trước. 7 trừ 6 còn 1, 9 trừ 7 được 2, 12 trừ 9 bằng 3, 16 trừ 12 bằng 4. Đấy, như vậy ta dễ dàng nhận thấy cái quy luật của cái khoảng cách này. Nó chính là dãy cách đều, đúng không nào? 1, 2, 3, nó số tự nhiên liên tiếp từ 1 trở đi. Thế thì khi mà có được các cái khoảng cách như thế rồi thì các con hãy nhớ cho thầy như này. Ví dụ mình muốn tính số thứ hai, cái số thứ hai thì nó sẽ bằng cái số đầu này cộng thêm với một khoảng cách này, tức là cộng 1. Còn muốn tính số thứ ba thì nó sẽ bằng số đầu này cộng 1 cộng 2, đấy, cộng với các khoảng cách. Đúng chưa nào? Thì cứ như thế chúng ta sẽ đi nghiên cứu xem là cái dãy số này nó có quy luật như thế nào. Và đó chính là cái cách để mà ta đưa ra quy luật của dãy số nhé. Thì quy luật như sau. Quy luật của dãy số. Số thứ nhất thì bằng 6. Cái này thì không cần bàn cãi. Tiếp theo là số thứ hai. Số thứ hai là 7, đúng nào? Số thứ ba là 9. Số thứ hai 7 thì bằng gì? 7 thì bằng 6 cộng 1. 6 cộng 1. Còn số 9 thì bằng 6 cộng 1 cộng 2. 6 cộng 1 cộng 2. Số thứ 4 thì bằng 12 bằng 6 cộng 1 cộng 2 cộng 3. Đấy. Còn 15 thì bằng 6 cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4. Đây là số thứ 5. 16 chứ. Bằng 6 cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4. Vân vân. Như vậy đây là quy luật của dãy số mà chúng ta đã khảo sát được. Mình viết là 6 bằng 6 để thấy là nó có cái tất cả đều là số hạng thứ nhất. Rồi cộng với một cái gì đó, cộng với cái tổng này. Tổng này. Đấy. Thế bây giờ nếu như viết cái số hạng tổng quát ấy, thì mình có thể thấy là muốn viết cái công thức của số hạng tổng quát, tức là số hạng thứ n. Đấy. Thì chúng ta sẽ có là số hạng thứ n sẽ bằng là 6 mà cộng với cái tổng 1 cộng 2 cộng 3 cộng chấm 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 cộng đến cái số nào? Cộng đến cái số nào thì mình phải xem nó quy luật nó cộng đến đâu. Số thứ 5 thì cộng đến 4 này, số thứ 4 thì cộng đến 3 này, số thứ 3 cộng đến 2. Như vậy chỉ cộng đến n cộng 1 thôi, n trừ 1 thôi. Đấy là đủ. Thì đây chính là công thức của số hạng tổng quát. Đúng nào? Tiếp theo bây giờ ta đi xem là vậy thì nếu như mà biết cái số hạng này thì liệu là chúng ta có tính được cái số thứ tự của nó không? N không?
Thì ta thấy cái công thức này nhá, đây là công thức của số học tổng quát. Đấy. Thế thì nếu mà biết e, biết cái giá trị của cái số này, tức là ta mới biết cái tổng này. Đấy. Ta biết cái tổng này. Thế thì muốn đi tìm cái thứ tự n ấy là bằng bao nhiêu ấy, thì các con phải phải viết cái công thức này nó gọn và đi tìm cái n thỏa mãn công thức nó. Cái này, giá trị này nó bằng cái số 61. Đấy. Đấy là cái cách duy nhất. Chứ chúng ta không có công thức để từ cái này tính ra n. Đúng chưa nào? Cho nên ấy, là chúng ta sẽ phải viết gọn cái này lại một chút. Gọn thì mình tính cái này cũng được, nhưng mà thầy sẽ nghĩ rằng thế này. Cái tổng này, tổng này nhá, chúng ta viết quy luật, ta viết thêm một vài dòng nữa để ở dưới này ta đơn giản hơn. Tổng này bằng 6 cộng với cái này là gì? 1 cộng 2 chính là số chính là 1 cộng tổng. Thôi được rồi, ta tính cái tổng dưới này. Ta tính cái tổng dưới đi các con nhé. Cái số hạng thứ n có công thức bằng 6 cộng với cái này, bằng 6 cộng với tổng của dãy số cách đều từ 1 đến n trừ 1 sẽ bao gồm là sẽ bằng là số đầu là 1 cộng với số cuối là n trừ 1 nhân với số số hạng. Vì nó cũng có n trừ 1 số hạng nên nó sẽ là nhân với n trừ 1. Đấy. Rồi, trên 2. Đấy. Ở đây là 1 cộng n trừ 1, chúng ta rút giả ước 1 đi thì ta được là n nhân với n trừ 1. Vậy thì công thức này nó sẽ bằng là gì? 6 cộng với n nhân với n trừ 1 trên 2. Đấy, thì thầy nghĩ cái công thức này là tương đối gọn rồi. Cho nên ấy, là chúng ta sẽ đi đi gá nó thôi. Đi gá nó thôi. Thì ta xem là cái số nào nó được xây dựng bằng công thức này mà nó bằng 61 thì ta tính ra n. Đúng nào? Thì ta gọi cái gọi số thứ tự của số 61 đi là x chẳng hạn. Đấy. Tức là số thứ tự của 61 là x thì ta có là số thứ tự này. Số thứ tự 61 là x. Thì chúng ta sẽ có là 6 cộng với x nhân với x trừ 1 trên 2 sẽ bằng 61. Đấy. Thì ta chuyển vế hay là ta trừ cả hai vế đi 6 thì ta có là x nhân với x trừ 1 sẽ bằng 61 trừ 6 bằng 55. À, trên 2 nữa, thầy xin lỗi. Bây giờ với nhân đôi lên thì thầy có là x nhân với x trừ 1 sẽ bằng 110. Đấy. Và 110 thì chúng ta đi phân tích thành tích của hai số tự nhiên liên tiếp, nó sẽ bằng là 10 nhân 11. Thế thì cái số lớn nó là x, chính là 11. Vậy từ đây ta suy ra x bằng 11. Đấy. Thế thì đây chính là cái số thứ tự của 61. Vậy thì ta điền vào kết quả như thế nào? Người ta hỏi là số 61 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy? Thế ta sẽ trả lời là thứ bao nhiêu? Thứ nhất hay thứ hai hay thứ ba, đúng không? Thế thì đây chính là thứ 11. Thứ 11. Đấy, ta trả lời như thế. Cái bài này thì trình bày toàn hoàn toàn như thế này. Quá trình trình bày như thế này. Đầu tiên chúng ta cũng là khảo sát quy luật, đây là cái bước 1. Bước 2 là chúng ta đưa ra công thức của số hạng tổng quát, đúng nào? Đấy. Và bước 3 là gì? Chúng ta gọi số thứ tự là x thì ta gán x cho, ta gán cái này cho 61. Đấy, rồi ta tính được x và đó chính là kết luận. Thế thì qua một bước này, số hạng tổng quát là bước thứ 2 này. Bước thứ 3 là ta gọi x này và gán nó vào này. Và bước thứ 4 là ta đi tìm x. Đấy, và cuối cùng là được. Thế thì đấy, trình bày như thế.